Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay chúng ta có gì đây? Rồi rồi, tới công chuyện luôn bà con ơi. Một đội hình tâm ma với bà một phái hệ thổ, võ đang kiếm, võ đang thức tỉnh và một trường ca. Ủa, cái kèo này có lẽ cũng hấp dẫn nha. Căng đó anh em ơi, cái này mà gặp một con thần cơ, con tiêu dao cũng hơi mệt nha. Để xem là các thành viên của mình sẽ xử lý cái trận tâm ma này ra sao. Và cái trận tâm ma hôm nay đến từ server đó là S500, được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Dũng Võ. Dũng Võ hay còn gọi là Dũng XO anh em ạ. À, rồi bây giờ team chúng ta chưa có động tĩnh gì cả, chưa động tĩnh gì, vẫn tiếp tục chờ lính và chờ tài nguyên. Anh em thấy là số đồ đã giảm đi hết 8 đồ rồi đó anh em, từ 36 bây giờ chúng ta còn 28, như vậy là vẫn còn một số khu đang có giao tranh và chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 15. Bên này có một team đó chính là team treo, trời ơi là mình mừng hụt anh em à. Không sao, xử lý cái team này đi nha. Võ đang chúng ta đã bật thuẫn lên rồi và anh em thấy lông tướng đang lướt lướt rất nhiều. Ôi 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 ôi, rất đau, rất khó chịu anh em ạ. À, thôi võ đang về hồi máu đi anh em, vẫn tiếp tục quay trở lại. Ôi không nhảy đam kìa. Ơi ơi ơi, bị gì thế? Ê lỗi à, ôi ba người quánh khí thế luôn em ơi. Rồi rồi rồi, tới công chuyện luôn rồi. Rồi một hiện tượng lạ đã xảy ra mà chúng ta không hiểu đó là những cái hiện tượng gì. Anh nó chón luôn kìa em, ở nó chón luôn kìa mà nó không nhảy đam. Rồi sao, tới công chuyện luôn, quánh khí thế luôn kìa. Trời ơi, vẫn quánh. Thôi thôi bỏ đi anh em ơi, nó không quánh mình thôi. Rất khó hiểu cho cái tình huống vừa rồi anh em ạ. À, ai có thể lý giải được cho mình hay không? Trời, cái này gọi là bất tử tâm ma, biết đâu chút nữa cái hạt đó nó win tâm ma đó anh em. Tự nhiên đứng một chỗ một vệt máu chiến thắng tâm ma, vậy mới ghê đó nha. Đó chứ, mình quay trở lại với team của mình nha. Bây giờ chúng ta còn 21 đội và thương nhân đang có mặt ở khu vực số 4 với số 2 thì chắc chắn đội hình của mình sẽ di chuyển về cái hướng khu vực số 14, đúng không? Cái hướng đó là mới hợp lý đó anh em. Mình về thương nhân, mình lấy đồ, mình mạnh hơn, mình đập nó tiếp tục. Và sau khi bước qua bước lại, con Long Tước vẫn còn đứng ở khu vực số 15 và team chúng ta đã quá nản với con Long Tước này rồi anh em ạ. À, không thèm đánh luôn. Đây là tình huống gọi là đầu tiên mình thấy trong một trận tâm ma, thấy kẻ địch không thèm đánh anh em ơi. Thật ra đâu phải không thèm đánh mà đánh không được. Chúng ta có một team đó là Nga Mi, Võ Đan và một tiêu dao. Chúng ta đã lao vào bật thuận lên. Đội bạn đang bị khiêu khích và anh em thấy là với ba môn phái hệ thổ thì Nga Mi bốc khỏi rất lẹ luôn anh em ạ. À, thiệt Nga Mi nó bốc hơi mà mình không kịp nhìn thấy mặt mũi của nó luôn anh em, không biết nó mặc váy màu gì luôn anh em ơi, ghê chưa. Và sau khi chúng ta quay trở lại khu vực số 15 thì cái con Long Tước nó đã biến mất khỏi khu vực này. Ôi, con Long Tước này làm mình tự nhiên cảm giác rùng mình anh em ơi. Tâm ma buổi tối là nguy hiểm nữa nha, tự nhiên gặp tình huống cứ nghĩ là gặp ma không à, chết luôn anh em ơi. Minh Giáo cùng luôn kìa, trời ơi, cứu cứu bà con ơi, có cả Nga Mi nữa. Rồi anh em thấy Võ Đan đã bật thuận lên để hỗ trợ đồng đội của mình. Bây giờ Trường Ca đang cố gắng chạy về và đội bạn đã yếu bóng vía hơn đội mình anh em ạ. À, như vậy chúng ta đã coi như là win giao tranh đó. Rồi bây giờ mở nhẹ cái rương, sau đó mình úp về khu vực số 4 là nha. Chuẩn bị bà con ơi, rút về 4 nào. Team kia mình nghĩ chắc chạy đó anh em. Mà team kia thì có Nga Mi, nó hồi máu cũng khá là tốt, nhưng mà team mình ba con thổ nó vả con Nga Mi một cái thì anh em hiểu chuyện gì rồi đúng không. Bật chiêu 2, chuẩn bị chiêu lướt nhưng mà không có ai cả anh em ơi. Và còn khá là nhiều loại bí kíp ở đây. Rồi anh em mở cái bản đồ lên để mình xem là ảo tượng nó rơi về đâu anh em ạ. À, mình chưa biết được ảo tượng có mặt ở những khu vực nào. Ôi lại gặp team nữa rồi, cứu đồng bào, đó chính là team tiêu dao lóc được Võ Đan chúng ta rồi anh em ạ. À, tiêu dao, Võ Đan và Nga Mi, nhưng mà Nga Mi đã chết rồi. À, từ từ, Võ Đan thức tỉnh. Ai, anh em cắn luôn rồi, có lẽ anh em hết. Ê, tiêu dao có quần thể kim cang rồi, lần này Võ Đan có chạy được không? Bà Trường Ca ơi, cần cái thuẫn đâu rồi Trường Ca? Rất may là chúng ta đã chạy thoát thành công và đội bạn có lẽ đang tiếp tục đuổi theo. Không rồi anh em ơi, đội bạn đã không đuổi theo và chúng ta đã di chuyển an toàn về khu vực số 16. Hết hồn anh em ạ, à, hết hồn, pha đó là đứng tim ở nhà. Cái đó mà tiêu dao nó đừng có qua vội anh em, nó chờ hồi combo đi, nó qua, nó mặc cái quần qua thì team mình có vẻ vất vả hơn. Cái này đôi lúc anh em cũng chú ý nha, ví dụ mình có quần thể kim cang thì anh em canh là coi bao nhiêu giây nữa cái quần nó sẽ mất và bao nhiêu giây nữa thì thời gian chúng ta hồi chiêu được, thì anh em mặc quần vô nó sẽ hợp lý hơn. Hiện tại thì anh em thấy là Võ Đan của mình vẫn chưa hồi phục được máu, thì chứng tỏ là Trường Ca chúng ta vẫn chưa có quyển Vân Sinh Kích Hải, bắt buộc là anh em phải farm nhẹ thôi.
tiêu dao có mặt khắp nơi, do đó mình không thể chủ quan được nha anh em. Đội hình những môn phái hệ thổ thế này, mặc dù chúng ta có khả năng xúc đam khá là mạnh, nhưng mà không thể nào chủ quan được trong những trận tâm ma như thế này. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 15 để chúng ta mở rương, và mọi người vẫn tiếp tục farm để hồi máu cho võ đang thức tỉnh. Không biết bây giờ anh em có phân biệt được con Thái Hư với con Khôn Nguyên cho ta. Mình gọi Thái Hư Khôn Nguyên, không biết là anh em có biết con nào thức tỉnh, con nào thức tỉnh không nha. Mà mình cứ gọi thức tỉnh cho anh em quen đi nha, dễ nhớ anh em ạ. Chứ cũng không có gì cả, chứ bình thường gọi đúng hơn thì gọi là Khôn Nguyên với Thái Hư thì nghe nó khoa học hơn chút, nghe nó hợp lý hơn. Nhưng mà thôi cứ gọi thức tỉnh đi cho anh em thì dễ biết. Đừng ăn, đúng rồi, cho ông kia ông ăn cái anh em ạ. Trời, nãy giờ ông tới bụng tội nghiệp quá trời luôn à. Và bây giờ chúng ta đang có mặt tại khu vực số 13 và có lẽ chúng ta sẽ tiến thẳng về khu vực số 3 anh em ơi. Và thời gian của vòng số 1 đã kết thúc, một vòng đấu cũng khá là nhẹ nhàng cho anh em. Chúng ta mặc dù bị úp một số lần nhưng mà anh em đã phản kèo rất mạnh về phía đội hình team địa bàn. Và hiện tại thương nhân cũng không còn đồ để cho anh em mua. Chúng ta tiếp tục có mặt tại khu vực số 15 để chuẩn bị cho vòng số 2 anh em ơi. Có 3 con lính thôi nhưng mà võ đen của ta, chúng ta đã hồi được máu rất nhiều rồi. Thương nhân ở rất xa, đó là vị trí khu vực số 3 và số 9. Bật chiêu bấp 2 lên, chuẩn bị. Ngoài này lính vừa biến mất đó anh em ạ. Có lẽ là mình không nghĩ anh em sẽ về khu số 6 đâu, anh em sẽ lên khu số 4 là hợp lý hơn, để chúng ta về thương nhân và lấy một quyển vân sinh kết hải cho má trường ca, để má trường ca búp thuẫn cho anh em, còn đúng không, búp thuẫn lên là chúng ta hồi máu quýnh cho nó sung anh em ạ. Bật chiêu 2 chuẩn bị lên, lướt vào một cái rồi con thần cơ, hên là thần cơ nó có nhảy chim anh em ạ. Rồi nè, lóc rất là đau anh em ơi. Thần cơ tiếp tục nhảy về khu vực số 4 mà có lẽ Vodan chúng ta cần phải hồi máu ở đây trước đã đi ha. Rồi, phát lướt cái nữa, rồi đập cái thiên địa nữa, rồi xong thần cơ chạy tới chạy lui và chết anh em ạ. Quá tội cho bé. Và Vodan chúng ta đang có giao tranh với một con vạn hoa. Cẩn thận Vodan ơi, có cả cái bang nữa. Wow, cái bang đã bật túy đẹp, quăng một cái lông chiến mà cái bang nó chạy. Cái đó mà cái bang nó bình tĩnh một chút xíu anh em ạ, nó đuổi theo con Vodan thức tỉnh mình là thôi xong cuộc đời của Vodan rồi đó anh em ạ. Khá căng trong tình huống vừa rồi. Nếu như vạn hoa và cái bang nó qua cùng một thời điểm thì có lẽ là võ đang thức tỉnh đã lên bảng điểm số. Và các thành viên chúng ta lại một lần nữa phải rút về khu vực số 15-16 để farm hồi máu cho võ đang thức tỉnh. Anh em thấy là võ đang thức tỉnh bây giờ đã có khả năng hồi máu rất tốt rồi, chứng tỏ là trường ca đã có được quyển bí kíp vân sinh kết hải. Con ngại ngùng gì mà không đi quét map bà con hở. Tới luôn bà con ơi, tới luôn bác tài ơi, chuẩn bị giao tranh bà con ơi. Trời ơi, bây giờ lết về thương nhân chắc còn cái nịch quá anh em ạ. Đây, một con long tước. Thấy long tước tự nhiên nổi ám ảnh nó lại bật lên anh em ơi. Nhớ cái con long tước tại khu vực số 15 không? Thôi, quýnh hoài không chết. Giờ lại thấy một con long tước khác nữa. Bây giờ thì võ đan đã có được bí kíp, đó là thiên địa vô cực, một cái bí kíp rất là quan trọng cho môn phái võ đan kiếm, võ đan khôn nguyên. Chiêu đó là chiêu dùng đam chính và cũng là chiêu giúp con võ đan hồi máu rất mạnh anh em ơi. Một con long tước vừa di chuyển sang nữa và chúng ta có một phát nước rất chính xác nhưng không thể nào khống chế được. Bây giờ có quần thể kim cang rồi, chúng ta đâm thẳng về khu vực số 1 và sau đó là về khu vực số 6. Tiếp tục là khu số 7 luôn anh em ơi, và có một thành viên vừa di chuyển sang khu vực số 6 kìa anh em ạ. Không biết anh em có thấy không, chứ là mình thấy đó, team kia nó chạy thẳng về tới khu vực số 5 rồi. Đó là tiêu dao có bạo kích anh em ơi. Rất may là tiêu dao không bắt được các thành viên chúng ta. Có lẽ tiêu dao bắt được trường ca anh em thấy không? Hên đó. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu mở tượng khu vực số 5. Rồi, thơm rau luôn, một cái quyển tăng cấp bí kíp là lên thiên địa vô cực liền. Không nói nhiều nha anh em, chơi khôn nguyên là lên thiên địa vô cực liền cho mình. Tiếp theo đó là anh em lên cái chiêu gì? Tọa vọng, sau đó mình lên nhân kiếm. Ôi, mở rương nổ gì nhiều anh em. Mình nhai xui được rồi anh em ơi. Cái này xui không có bị lây đâu nha, đừng có thừa nha anh em.
Bây giờ chúng ta tiến thẳng về khu vực số 7 và giải phóng khu vực này mới được anh em à. Bật chiều búp 2 lên nào bà con ơi. Bật búp 2 chuẩn bị một phát lướt. Đây rất nhiều. Chơi con nào trước đây rất đông anh em ơi. Minh Giáo Nga My. Rồi rồi bắt một con thôi và Minh Giáo lên bảng điểm số tiếp tục, đó chính là Côn Lôn. Côn Lôn nó nhảy, Côn Lôn bị chón và Côn Lôn lên bảng điểm số, còn con Nga My chuẩn bị chết luôn là có chiều lướt lên ngựa. Bụng chuẩn bị lướt một cái, hự chón liền và chiều 2 tiếp tục hết chạy anh em ơi. Đó. Nay thì chạy loạn nè, Nga My nếu mà lên ngựa sớm, không biết Nga My có ngựa chưa thì mình nói đại ha, chắc tầm này cũng có ngựa rồi anh em. Lên ngựa sớm mà chạy lẹ thì có lẽ còn sống. Nhưng mà sống được một phút một giây nào đó mà với ba team hệ thổ này, anh em nghĩ là Nga My sẽ win được trận tâm ma hồn, chắc khó ha. Và sau một cái pha giao tranh điên cuồng, Tiêu Dao lại xuất hiện rồi. Chúng ta đã bật thuận rất kịp lúc anh em à, hỗ trợ khống chế và kết thúc được cả huyền thủy luôn. Như vậy Tiêu Dao sẽ khó chạy và Tiêu Dao cũng đã phải lên bảng điểm số. Anh em thấy là võ đan chúng ta rất tỉnh trong tình huống vừa rồi. Đối với những con Tiêu Dao mà nó thất thám thì anh em hãy nhớ bắt bóng của nó nha anh em ơi. Canh nó vừa xong cái thất thám là anh em xử lý nó liền anh em ạ. Bởi vậy khi chơi Tiêu Dao anh em muốn thất thám thì chúng ta phải lựa chọn một cái vị trí gọi là an toàn cho bản thân của mình nha anh em. Mình phải tránh xa cái giao tranh ra thì anh em nên hãy thất thám thì lúc đó nó sẽ ok hơn. Còn ngại ngùng gì con boss hệ thủy kìa anh em ơi, lướt vô bật khiên lên và bạn chạy đi đâu Long Tước ơi. Long Tước không bị khiêu khích anh em à, chúng ta cũng chuẩn bị có chiêu 2. Long Tước đã lên được ngựa rồi, rất lẹ. Tình huống đó anh em thấy Long Tước xử lý khá nhanh. Dưới này lại có cái bang nữa, cái bang đang rượt Long Tước nhưng mà chúng ta lại không tha cho cái bang. Cái bang có vẻ là muốn ăn hôi nè, chúng ta đâu có tha được anh em. Trời ơi, kèo tôi quýnh sắp mặt, tự nhiên bạn đòi ăn hôi à, đâu có được. Bây giờ anh em thấy không, hổ báo cực kỳ chứ không. Khi mà team chúng ta đã đầy đủ các loại trang bị, tiếp tục một cái thiên địa đập vô đầu nó. Không xi nhê rồi anh em ạ. Đáng tiếc quá. Anh em thấy cái bang bị sốc đàm rất mạnh, chúng ta vẫn tiếp tục rượt đuổi theo cái bang. Và chiêu số 3. Rồi, khiêu khích anh em ơi. Và như vậy là chúng ta đã bắt được cái bang hết chạy luôn. Quá hay. Tính ra cái bang là môn phái rất là khó rượt nha anh em, bởi vì nó có né tránh và đặc biệt anh em thấy cái bang lên ngựa chạy nữa. Nhưng mà các thành viên chúng ta đã rất hổ báo đuổi theo cái bang. Như vậy là thời gian của vòng số 2 cũng đã kết thúc rồi và hiện tại mình vẫn còn 5 đội trong cái bản đồ tâm ma này. 5 đội nha anh em ơi, và các team kia họ đang ở đâu? Thật ra thì cái con võ đan thái hư, võ đan thức tỉnh nó rất là mạnh trong tâm ma. Nhưng mà với điều kiện anh em phải có auto thì chúng ta sử dụng kỹ năng nó hiệu quả hơn. Và anh em phải cố gắng sinh tồn được cho đến vòng số 2 thì chúng ta mới mạnh được anh em ạ. Rồi, Long Tước vẫn rất trâu. Như vậy Long Tước đã thoát thành công. Chúng ta được trang bị được khá là nhiều đồ tại thương nhân khu vực số 5. Rồi, tiếp tục công cuộc đi quét map. Bây giờ là tự tin đánh rồi đó anh em. 5 đội mà chúng ta đang liên tục di chuyển mà không thấy đội nào ta. Ôi ôi, đây Tiêu Dao, một phát lướt nhưng không trúng, Tiêu Dao đã lướt. Tiếc quá anh em ạ. Tiêu Dao mất né, chúng ta lên ngựa đuổi theo Tiêu Dao, cực kỳ hộ báo. Rồi anh em cẩn thận nha, bởi vì trong bản đồ tâm ma này vẫn còn Tiêu Dao. Đây, trời ơi, kèo kìa anh em ạ, đây là một team treo chắc chắn rồi. Rồi, chúng ta phải hết sức cẩn thận thôi anh em ơi. Tiêu Dao đang có lẽ đang tìm cách để xử lý đội hình của mình. Còn Tiêu Dao, Long Tước và một team nào đó nữa trong bản đồ tâm ma. Đó, lại là Tiêu Dao, một phát lướt, một phát thiên địa rất là đau luôn anh em ơi. Và như vậy, một cái thiên địa của Võ Đan Thái Hư đã kết thúc được Tiêu Dao. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Vậy là cái mối nguy hiểm duy nhất trong bản đồ tâm ma này đã được xử lý và chúng ta chỉ việc nhẹ nhàng tiếp tục di chuyển quét map. Và ở đây lại còn một team treo nữa. Đó. Và mối nguy hiểm còn lại đó chính là Long Tước. Long Tước là không có cửa gây nguy hiểm rồi anh em ơi. Bởi vì chúng ta là một cái team hồi máu rất tốt và Long Tước không thể nào cấu rỉa và sốc đam được, anh em chỉ cần né đau thần của Long Tước thôi.
Chỉ cần Long Tức bật bật tâu thần, chúng ta lãng lãng sang một ô khác anh em ạ. Lên ngựa di chuyển đuổi theo, vẫn di chuyển, Long Tước chạy ngược trở lại và chúng ta tiếp tục quay ngược trở lại để đuổi. Long Tước đã về khu vực số 1 rồi. Đây là thời cơ để cho anh em kết thúc trận tâm ma, bởi vì Long Tước khả năng hồi máu rất chậm nha anh em ơi. Vẫn không thấy bóng dáng của Long Tước, các thành viên của mình vẫn đang cố gắng đuổi theo. Ảo tượng xuất hiện rồi, không cần mở ảo tượng đâu anh em ơi. Còn Long Tước bây giờ chỉ còn một vạch máu thôi, và chúng ta hãy cố gắng tìm kiếm em nó. Đây đây đây, một phát lướt rất chính xác, tiếp tục thiên địa rồi, bật búp lên nhưng không thành công. Chiêu số 2 anh em ạ. Giảm tốc độ di chuyển của nó, giảm xuống, nó chạy, nó vẫn chạy được anh em ơi. Trời, tức tức quá đi. Chúng ta lại hồi cái kỹ năng nhân kiếm hợp nhất rồi, lướt một cái nữa, cắn máu nè, cắn nè. Và thế là Long Tước đã lên bảng điểm số. Một trận tâm ma phải nói là cực kỳ tuyệt vời của ba môn phái hệ thổ, anh em đã có được những pha phối hợp xử lý rất hay. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi anh em ơi. Nếu như anh em yêu quý cái trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.